Đây siêu phẩm gì? Đây có siêu phẩm siêu to các bạn này. Rất là nhiều luôn. Đây có một con này. Đây kia có một con nữa. Ui ui. Các bạn ơi, vào xem video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và để nhận những video mới nhất. Chúc bạn xem video vui vẻ. Mời các bạn xem tiếp nha. Chiều mới chủ định nhà ông Tuấn. Gió to đấy. Con phải cầm cao. Siêu to khổng lồ đấy các bạn ơi. Ấy à, phát ăn ngay à. Các bạn à, đồng lúa rất đẹp nhé. Đấy, lúa đang bắt đầu khô khô bông rồi. Đấy, khô sữa, người gọi khô sữa. Đấy, gió rất đẹp hôm nay, gió rất đẹp luôn. Hiện tại mình đang ở ngoài đồng nhé các bạn nhé. Đây, hiện tại đang... Đấy, gió ào ào các bạn thấy không? Gió ào ào luôn các bạn này. Rất là mát luôn. Đấy, hiện tại thì rìa của mình vẫn chưa đông. Để bây giờ đi ra quay cho các bạn xem em siêu phẩm này đã nhé. Siêu phẩm đang được chỉnh sửa nhá. Vừa phan ấy đâm, phan ấy là hơi nánh một chút. Đây, mới gió cái đã có mấy em lên này. Đây có một em đu đu già. Đây có con em này là rìa của anh trai mình. Đấy, để mình kia một cái vừa lên. Gió này rất là đẹp luôn các bạn ạ. Gió đẹp lắm. Đấy, nghệ nhân của rìa, chủ rìa đang chỉnh sửa đấy các bạn nhé. Đấy, quả sáo dài 1m1. À, rất tiếc là ra muộn nên là không view được cho các bạn xem. Đấy các bạn thấy chưa? Đây. Sáo to bằng người. Hơi khó đâm. Trai. Lên đây. Ok, tiếp tục đâm lại phát nữa nhé. Được đây, được hơi. Lên đấy. Lên rồi các bạn ạ. Lên rồi. Hơi một tí thôi. Cái này khả năng là bị sáo lỏng nữa đấy ông Tuấn ạ. Kéo 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 kéo, đừng đừng, đó, đó, kéo đi. Kéo đi không vào nhà. Ui dồi ôi, mày. Tiếc quá, chạy ra hơi chậm, chưa kịp quay lại cho các bạn xem. Mới chớm gió các bạn thấy chưa? Đấy, sau khoảng gần nửa tháng thì mới có gió, thì hôm nay chỉ cần mới gió được khoảng 10 phút thôi các bạn. Mới gió được khoảng 10 phút thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 là 12 con rồi. Kinh khủng tởm. Đây là em này là em to nhất. Đấy, trời vẫn nắng các bạn ạ. Đúng là đam mê. Xịn luôn.